Quý vị và các bạn thân mến, thị trường vàng trong ngày hôm nay ngày vía thần tài, các công ty kinh doanh vàng đã chuẩn bị một lượng hàng lớn và kỳ vọng thị trường sôi động trong bối cảnh dịch bệnh. Xin được kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng buổi chiều tối ngày hôm nay, ngày 21 tháng 2 năm 2021 được phát trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số thông tin về thị trường giá vàng trong nước cũng như trên thế giới. Phần tiếp theo là dự báo giá vàng 7 ngày tới và bảng giá vàng trong nước được cập nhật mới nhất trong phiên chiều tối nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị và các bạn cũng đã biết, trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay chốt phiên tại Mỹ tăng 9,3 USD lên 1.784,6 USD trên ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4 trên sàn COMEX New York tăng 8,1 USD lên 1.783,1 USD trên 1 ounce. Trong tuần vừa qua, giá vàng thế giới đã xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục giảm mạnh và xuống mức thấp nhất trong 2 tháng rưỡi do đồng USD tăng giá trong bối cảnh nước Mỹ công bố tổng mức bán lẻ tăng khá mạnh. Sức cầu đối với vàng là khá thấp cho dù đồng USD suy yếu trở lại sau khi Bộ Lao động Mỹ cho biết số lượng người xin bảo trợ thất nghiệp lần đầu tính theo tuần tăng thêm 13.000 người lên 861.000 người, cao hơn 848.000 người trong tuần trước đó. Và giá vàng cũng không thể tăng dù cho thị trường chứng khoán Mỹ quay đầu giảm khá mạnh sau nhiều phiên tăng điểm. Vàng giảm giá còn do đồng tiền kỹ thuật số Bitcoin đạt kỷ lục mới trên 50.000 USD, tương đương tăng khoảng 72% kể từ đầu năm. Đồng Bitcoin nới rộng đà tăng nhờ các dấu hiệu cho thấy đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới này đang được các nhà đầu tư chính thống chấp nhận. Về mặt dự báo giá vàng của 7 ngày tới trong tuần tiếp theo, về mặt ngắn hạn, xu hướng giá vàng được cho là khó dự báo, tuy nhiên trong trung và dài hạn, vàng có thể tăng theo những chính sách tiền tệ nới lỏng và kích thích tài khoá trên thế giới. Dù vậy, trong năm 2021, lạm phát có thể sẽ chưa vượt khỏi tầm kiểm soát. Theo phân tích của Michel Langford, giám đốc công ty cố vấn Airway lại cảnh báo rằng các loại tài sản khác cũng như các loại hàng hóa đang mở ra một kênh đầu tư hấp dẫn hơn vàng hiện nay. Còn theo chiến lược gia hàng hóa tại Redesecutai, Daniel Gailey cho biết vàng đang chuyển dần khỏi vai trò là một tài sản phòng ngừa lạm phát như phần lớn thời gian của năm 2020 để tiếp tục trở thành một tài sản trú ẩn an toàn khi lợi suất trái phiếu gia tăng. Nhưng ngược lại, theo khảo sát giá vàng hàng tuần mới nhất của hãng tin Kitco, thì tâm lý trên thị trường vàng đang trở nên rất tiêu cực sau khi giá giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng. Các nhà phân tích phố Wall chuyển sang tâm thế bi quan đối với kim loại quý trong thời gian tới, đồng thời nhóm nhà đầu tư bán lẻ đã xác nhận kỳ vọng tăng giá của họ giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Tuy nhiên, nhìn xa hơn các con số này, trong khi một số nhà phân tích cho rằng giá vàng có khả năng giảm sâu hơn trong thời gian tới, thì lợi suất trái phiếu cao hơn có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang phải can thiệp và áp dụng biện pháp kiểm soát đường cong lợi suất. Dòng vốn dựa trên lợi suất trái phiếu sẽ là tín hiệu xấu đối với đồng đô la Mỹ, tài sản mà một số nhà phân tích cho rằng có vẻ quá mua. Theo Arian Day, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Arian Day Asset Management cho biết, sự sụt giảm của vàng đã lâu hơn và sâu hơn tôi dự đoán, nhưng chúng ta đang ở gần giai đoạn đầu cơ với lực bán ra mạnh và những người nắm giữ dài hạn quyết định từ bỏ hoặc đứng sang một bên. Theo ông nói thêm rằng, áp lực bán vàng đã quá lớn, nhưng động lực không phải lúc nào cũng phù hợp với triển vọng cơ bản. Theo ông lập luận, mức thấp đang ở gần, rất gần, nhưng chúng ta có thể phải chịu thêm một tuần nữa trước khi vàng quay đầu. Với cuộc khảo sát giá vàng hàng tuần của hãng tin Kitco thì cho biết, trong tuần này, 18 chuyên gia thị trường đã tham gia cuộc khảo sát phố Wall, 13 nhà phân tích tương đương 71%, cho biết họ nhận định vàng giảm vào tuần tới, từ ngày 22 cho đến ngày 27 tháng 2. Chỉ có 3 nhà phân tích tương đương 17% có quan điểm tích cực, 2 nhà phân tích tương đương 11% có ý kiến trung lập về kim loại quý này. Về phía nhà đầu tư bán lẻ, 1.292 người được hỏi đã tham gia cuộc thăm dò trực tuyến trên Mintit, tổng cộng có 553 phiếu tương đương 43% kỳ vọng vàng tăng giá, 512 người hoặc 40% tương đương dự đoán giá vàng giảm, 223 cử tri còn lại tương đương 17% nhận định thị trường sẽ đi ngang. Như vậy thì đa số chuyên gia thị trường phân tích đã để lại dấu hiệu buồn cho giá vàng ở tuần tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, quay sang một số thông tin của thị trường vàng trong nước. Trong phiên giao dịch sáng nay, sáng 21 tháng 2, giá vàng miếng trong nước được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 55,6 triệu đồng trên lượng ở chiều mua vào và 56,3 triệu đồng trên lượng tại chiều bán ra. Tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.560.000, bán ra 5.630.000. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,67 triệu đồng cho đến 56,37 triệu đồng trên lượng ở hai chiều mua vào và chiều bán ra cho khu vực Hà Nội. Tương đương mỗi chỉ vàng ở khu vực Hà Nội là 5.567.000 ở chiều mua vào và 5.637.000 tại chiều bán ra.
còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì chiều bán ra là 5.635.000. Thương hiệu dòng vàng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 54,3 cho đến 55 triệu đồng trên lượng, tương đương mỗi chỉ vàng ở chiều mua vào là 5.430.000, ở chiều bán ra là 5.500.000. Như vậy, mặc dù thị trường vàng trong nước hôm nay là ngày vía thần tài, tuy nhiên ở hết các tổ chức kinh doanh không tăng giá. Thậm chí, đối vàng 4 số 9 còn quay đầu giảm, dao động trong khoảng từ 50 cho đến 150.000 đồng trên lượng. Cụ thể như sau thì sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng bước vào bảng giá chi tiết được cập nhật mới nhất trong phiên chiều tối nay, chiều ngày 21 tháng 2 năm 2021 như sau. Đầu tiên là giá vàng SJC tại các tổ chức lớn. SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, chiều vào 5.560.000, bán ra 5.630.000. SJC Hà Nội mua vào 5.560.000, bán ra 5.632.000. Doji Hồ Chí Minh chiều vào 5.560.000, bán ra 5.630.000. Doji Hà Nội mua vào 5.565.000, bán ra 5.630.000. Tại hai hệ thống pin Doji Hồ Chí Minh và pin Doji Hà Nội, chiều vào 5.565.000, bán ra 5.635.000. Tại Phú Quý STC chiếm vào 5.560.000, bán ra 5.600.000. Tại vàng Mi Hồng mua vào 5.570.000, bán ra 5.605.000. Tiếp theo là giá vàng ở một số ngân hàng. Đầu tiên là ngân hàng Exim Bank chiếm vào 5.590.000, bán ra 5.620.000. Ngân hàng ACB mua vào 5.580.000, bán ra 5.630.000. Một số giá vàng còn lại quý vị và các bạn vui lòng tham khảo thêm ở bảng giá. Tiếp theo là giá vàng ở một số tỉnh thành phố. Giá vàng tại một số tỉnh thành phố trong phiên chiều tối nay thì quay đầu giảm nhẹ, giảm 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, còn chiều bán ra thì không thay đổi. Đầu tiên là đối với STC Đà Nẵng, chiều mua vào 5.560.000, bán ra 5.632.000. STC Nha Trang mua vào là 5.560.000, bán ra 5.632.000. STC Cà Mau mua vào 5.560.000, bán ra 5.632.000. STC Bình Phước mua vào 5.558.000, bán ra 5.632.000. STC Huế chiều vào 5.557.000, bán ra 5.633.000. STC Biên Hòa mua vào 5.560.000, bán ra 5.630.000. STC tại khu vực miền Tây mua vào 5.560.000, bán ra 5.630.000. STC Quảng Ngãi mua vào 5.560.000, bán ra 5.630.000. STC Long Xuyên mua vào 5.562.000, bán ra 5.635.000. Tiếp theo là giá vàng bộ số 9 và vàng nữ trang STC. Đầu tiên là nhẫn bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ. Mua vào là 5.415.000, bán ra 5.485.000, giảm 150.000 đồng trên lượng ở chiều mua và 50.000 đồng trên một lượng tại chiều bán. Vàng 4 số 9 mua vào 5.395.000, bán ra 5.465.000, giảm 50.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua và bán. Vàng 24K mua vào là 5.310.9.000, bán ra 5.410.9.000, giảm 49.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 18K mua vào là 3.914.2.000, bán ra 4.114.2.000, giảm 37.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra. Vàng 14K mua vào là 3.001.4.000, bán ra là 3.201.4.000. Vàng 10K mua vào là 2.094.1.000, bán ra là 2.294.1.000. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một số thông tin về thị trường vàng trong nước cũng như trên thế giới và dự báo giá vàng cho 7 ngày tiếp theo của tuần tới. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh cũng như là tích vào quả chuông ngay bên cạnh để không bỏ lỡ những bản tin mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.